Hôm nay mình sẽ quay trở về với tuổi thơ chẩu tre của mình các bạn ơi, đó là chạy xe đạp. Thì mình nhớ là hồi xưa mình đi học á là mình đi bằng xe đạp các bạn ơi. Và lâu lâu á mấy bạn trong lớp mình nó hay gạ kèo mình, rủ mình solo đua xe đạp các bạn. Thì không biết là các bạn bây giờ có vậy hay không. Thì ngày hôm nay mình vừa mới sắm được một chiếc xe đạp kim cương xịn sò nha các bạn. Và đây là những người bạn của mình rủ mình solo. Nhưng mà khoan, hôm nay tụi mình sẽ không solo với nhau, mà mình sẽ solo với những người trong trường để trở thành người đua xe đạp nhanh nhất của trường nha các bạn. Và sau lưng của mình các bạn thấy không, rất là nhiều đối thủ đài, rất là nhiều dân chơi đua xe đạp nha các bạn. Và người đang đứng hạng nhất bây giờ đó chính là Billy Bảy Màu. Cào ghê chứ các bạn ơi, đó là ác quỷ tốc độ, tên nghe ghê đó các bạn. Rồi thì bây giờ á, mình với cùng với 500 anh em sẽ ra đây thử đua với nhau xem coi là như thế nào nha các bạn ơi. Ở đây chúng ta sẽ có một cái đường đua. Đường đua từ đây thì gọi là từ nhà tới trường và từ trường tới nhà nha. Rồi, giờ thôi mấy em ơi, anh em chúng ta cùng đua nè. Let's go. 1, 2, 3, let's go. Win. Trận đua này thì mình biết mình có chạy lại người ta hay không. Ủa, nó chạy cái gì? Đua xe đạp hay đua xe máy mà nó chạy nhanh như vậy? Xì khói luôn các bạn. Mình đây đạp xì khói luôn mà giết không kịp nè. What? Lâu lắm rồi mới chạy lại xe đạp cho nên là cảm giác chân tay nó gọi là nó kiểu như chạy không nổi luôn các bạn ơi. Ôi, mệt quá, cố lên. Lâu lắm rồi mới chạy lại xe đạp cho nên là mỗi lần mà đạp các bạn nó mỏi chân, hàng gì mình đạp chậm rù à. Mình đạp nãy giờ chưa tới mà người ta tới đích luôn rồi. Người ta về đích hết luôn rồi. Ôi, cố lên, cố lên, cố lên, vạch đích kia rồi, cố lên nào. Wow, đúng là chạy xì khói là có thiệt. Trời, mình tức quá, mình đạp cái xe đạp của mình luôn. Và hiện tại mình đứng hạng chót các bạn ơi, cay, thiệt sự cay luôn. Được rồi, để mà chạy nhanh hơn á thì chúng ta cần phải tập luyện những cái này. À, các bạn thấy không, đây là những cái gọi là cái dốc để mình tập luyện. À, đây, ở đây là người ta gọi là hả, no is a big English. À, đang nói cái gì vậy trời. Yo. Đấy, mình sẽ đang tập luyện bằng xe đạp bình thường thôi. Mình sẽ tập như thế này á thì cái gọi là cái tốc độ mình chạy đạp đạp nó sẽ nhanh hơn. Tại vì mình đang gán gọi tập luyện mà các bạn. Đấy ơi, có hoài. Mới vô người ta cho mình con bét. Lại con bét mèo. Mình cũng thích con mèo mà nó cứ cho con mèo hoài ta. Nhưng mà thôi, trang bị vô để mình gọi là tăng cái điểm của mình nhanh lên các bạn ơi. Và khi mà mình đua trận đầu tiên á, mình thua nhiều quá cho nên người ta cho mình hoài để mình bớt thua đi bạn ơi. Rồi, ngon lành canh đào. Trời ơi các bạn ơi, đến bao giờ mình mới có tiền mua được mấy xe đạp này chứ. Các bạn nhìn mấy xe đạp ở dưới bình thường đúng không? Nhưng các bạn nhìn xe đạp ở trên kìa, tóe lửa luôn các bạn. Xe này nhìn chiến thiệt á, màu tím mộng mơ luôn. Bên này còn VIP hơn nữa nè, màu vàng. Wow, xe đạp vàng các bạn ơi. Mà nó có gọi là cái tăng tốc mà. Xe đạp mà có bô tăng tốc luôn các bạn, ghê không? Wow, ghê gớm đấy các bạn. Thôi được rồi, mình sẽ cố gắng tập luyện các bạn ơi. Hồi đó mình tập bên này đúng không? Bây giờ mình đã có gọi là có thể tập bên này rồi. Let's go. À, tập bên này thì điểm của mình nó sẽ tăng nhanh hơn các bạn. Nhưng mà không biết là bây giờ mình có đua lại người ta chưa nữa. Rồi, bây giờ bốc cái đầu luôn, ảo ma chưa? Wow, thấy gì chưa mấy em? Có ai làm được nhanh không? Không đứa nào làm được. Rồi, bây giờ ra đua thì mình cũng nghĩ mình cũng phải hơn được vài đứa chứ đúng không? Chứ làm sao mình thua được. Wow, vô. Hồi nãy là anh coi cho anh nhường mấy em thôi. Vô anh em. Quay ý, mấy đứa kia cụ bắp chậm. À, thanh niên chạy xe màu đỏ 3D. Đua không. Đua xong lại tôi vượt qua nè. Cố lên nào. Quay, vô. Ý chưa, tập luyện đường tí khác vọt liền các bạn. Đâu có đùa được, chạy đâu phải như thế này. Yeah, có hạng rồi nha các bạn ơi, được đứng trên bục rồi nha. Đứng hạng 8. Vậy là cũng được rồi. À, ngon lành cành đào, nhìn vậy thôi chứ. Nè, hồi đó mình đi xe bốc đầu vậy đó các bạn. À, nhưng mà bây giờ đừng bốc đầu nha các bạn ơi. Đừng có làm theo mình nha. Rồi, bây giờ thì mình cảm giác hình như mình có thể quay mét thì phải. Chính xác luôn, mình có 170 mấy cái cúp nè. Mình sẽ quay con mét 3 hả? Không, mét này cùi không quay. Quay con mét 75 cái cúp luôn cho nó ngầu nào. Vô. Umbrasimua, Canasimui, lên. Đấy, thấy chưa, Canasimui cái là có hiếm liền. Đào để xem coi. Wow, con này xịn các bạn. Rồi, đeo vô, ở mình trang bị hết được. Đấy, ngon lành cành đào. Lại có quà các bạn ơi, ngại ngùng ghê. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ tái sinh nha các bạn. Tái sinh lúc đầu game nó sẽ nhanh hơn các bạn ơi. Tái sinh nè, đó. Đường mòn, mình được tặng một cái đường mòn cộng tốc độ 5%. Đây, tốc đường mòn. Ủa, sao đường mòn đâu rồi? Khoan, trang bị rồi mà. Sao không thấy cái ánh sáng như vậy? Quê thì chứ. À, đây, ánh sáng nè bạn. À, bốc đầu nó mới hiện lên. Rồi, bây giờ thì mình lại tiếp tục tập luyện nha các bạn ơi. 5.000 mình mới qua được cái chỗ gọi là cái tập luyện mới. Giờ mình tập luyện cái này thôi. Các bạn nhìn đi, người ta mua được chiếc xe màu cam nè. Tại sao mình lại chiếc xe màu này hoài vậy? Mình muốn đổi xe để nó tăng tốc
tên chứ đâu phải là cái gì đâu mà không cho anh mua á. À, giờ mới cho mua nè, các bạn thấy chưa, hồi nãy không cho anh mua. Ơi mình mua được nè, trang bị nè, đây màu cam các bạn ơi, nó sẽ cộng cho mình gọi là cộng 18 giây. Không phải, cái này nó cộng cho mình bao nhiêu không biết, nhưng mà khoan, mình được chiếc xe mà xanh dương sao mình không chọn, đúng không? Chiếc xe màu cam làm gì đấy, ngon chưa? Ơi cái này mà ai có tiền á, vô cái máy này nè xịn sò luôn nha các bạn, nhưng mà mình thì lại không có tiền nên là không cho mình tập đâu các bạn ơi. Rồi tập luyện thôi, ui lên nhanh lắm các bạn ơi, cố lên nào tập luyện. Ơi cái gì vậy, quà miễn phí, đây là những món quà nè các bạn ơi, một thú cưng huyền thoại nè, 30 phút x 3, trời ơi 30 phút x 3 sức mạnh, x 3 cúp may mắn nữa, lấy luôn trời ơi. Qua con bé huyền thoại 20x, cái này nó cho mình quá đỉnh, chắc do mình đẹp trai các bạn ơi. Qua bên cái máy này tập luyện cái khác bọt liền các bạn ơi, chạy cực kỳ nhanh luôn các bạn không. Wow, không biết mình được bao nhiêu, 60.000 rồi. Kiểu này là mình sẽ đánh bại được một trong những cái người này nữa, chắc mình sẽ lên hạng các bạn ơi. Đây 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 đây, những anh chị đẹp trai này chắc chắn mình sẽ đánh bại. Let's go, đua tiếp nào. Woo, không biết là mình sẽ gọi là hơn ai đây, hay là mình vẫn còn như vậy. Come on. Ôi ơi, mình vẫn hơn được mấy người này không? Người đằng trước mặt mình kia. Cố lên, cố lên. Trời ơi, tôi chạy mà tôi cong cái đít lên luôn mà tôi không thắng được, tôi quê lắm á. Ui, xít tí nữa thắng được rồi. Vẫn lại là hàng 7 các bạn ơi. Quê nha, còn nóng rồi nha. Tôi sẽ tái sinh một lần nữa nè, tôi không có đua nữa, tái sinh luôn. Đấy, tái sinh là nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều thứ. Bây giờ mình làm gì vậy ta? Quay bét nữa mà. Thôi, bét làm gì, tập luyện đi. Bây giờ tập luyện đi các bạn ơi. Đấy, vô. Ôi khoan, 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 có cái này hay nữa bạn ơi. Lo rèn thiết bị, giả mạo thiết bị để trở nên mạnh hơn. Đó, đây chính là những cái thứ mà mình nói với các bạn mình có thể chế tạo nè. Ví dụ như mình sẽ chế tạo cái chuông trên cái xe đạp á, keng 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 á, là mình sẽ gọi là tăng sức mạnh. Hoặc là mình sẽ chế tạo nước ngọt à, để mình gọi là uống vô cái mình đạp nhanh hơn. Nhưng mà quá trời luôn, sao mình càng sao mình đủ. Nhiều lắm, mấy trăm cái nữa các bạn. Ú, trời, nhận được con bé 30 x 100. Con bé này vô khác biệt luôn nha các bạn, ít 100 lần các bạn ơi, con bé này đỉnh luôn, đỉnh của chớp. Đây đây đây, bé hồ ly ít 100 nè các bạn. Đây, nhìn nó đằng sau lưng kìa, đẹp không? Các bạn thấy nó đẹp không? Đã tắt nè. Quá đẹp luôn đúng không? Cực kỳ đẹp luôn các bạn. Tuyệt vời. Ơi vòng quay may mắn nữa nè. Ơi con vòng quay may mắn này cũng ngon nè các bạn. Ra được con ít 55 là xịn luôn á. Quay nào. Vô vô vô, mình làm cái gì đây? Cái gì đây? Ra gì đây? Ra gì đây? Ôi giời ơi. Cộng 100 đó thì là ăn nhầm gì? Come on, tái sinh một lần đi cho nó gọi là tăng điểm lên cho lẹ nè. Mỗi lần mình tái sinh là mình cộng được 900% tốc độ nó cúp. Trời, ghê vậy. Rồi, gán tập luyện lên 500.000 thôi. Bây giờ mình không tập luyện nữa, mình ra mình đua. À, ra đây đua nè các bạn, bét mình nhiều quá. Đua giờ chắc cũng gọi là khá điểm rồi đấy. Để xem coi mình có thắng được ai không nha. Come on, let's go. Ê, cố lên, anh chấp em nửa đường. Ủa sao nó chả không nói hả? Không nói thì anh tăng tốc này. Yo, come on. Đây là mình nãy giờ mình thả nha, mình chưa có đua nha. Mình lại đứng hạng 6 tiếp tục là sao? Ủa, yếu trời. Thanh niên này gạ kèo với mình, mà sao gạ kèo người ta mà mặt buồn như em. Yo, anh với em cùng nhau solo. Yo, 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 yo. Yo nào. Yo, rồi, chính. Các bạn đoán xem mình với bạn này ai sẽ giành chiến thắng. Gạ kèo mình là sai lầm rồi. Hồi đó mà nói mình chạy xe ghê lắm, mình chạy xe đạp kinh khủng luôn. Đấy. Rồi, chấp em chạy trước. Đoạn đua có hai người thôi các bạn. Trời ơi, cố lên em. Mình không bấm gì luôn á, mình chưa hề bấm gì luôn á, mình chạy rồi. Về đích luôn, mất tiêu luôn đâu. Ủa thanh niên tức quá, anh đạp xe đạp luôn. Còn non mà xanh lắm em ơi, chưa đủ tuổi. Ồ, có anh bảy nhà giàu Sukra. À, 500 anh em gạ kèo mình rồi các bạn. Vô chiến thôi. Được rồi, mình và 500 anh em sẽ chiến với nhau. Không biết là ai sẽ chiến thắng nữa các bạn ơi. Wow, cố lên nha các bạn. Nãy giờ không lo tập luyện, lo chơi không mà không biết có thắng nổi không này. Ui, what, cái gì, cái... No, cái gì mình đứng hạng 3 ta? Đu 3 người đứng hạng 3 là quá đẳng cấp rồi đấy các bạn. Được đấy, cười anh đúng không? Rồi, anh sẽ nhận quà này. Thua nhưng mà vẫn được quà nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi quay tiếp tục bet nha. Trời, cái này mắc quá các bạn ơi. 56.000 chỉ quay được một con thôi. Trời, mắc thiệt sự luôn á. Thôi ráng quay đi, vô. Xem ra cái gì đây nè. Come on, làm ơn ra con xịn giùm cái đi. Yeah, sử thi các bạn ơi. Sử thi là con gì đây? Con kế con cuối luôn. Nhưng mà mình chỉ quay được có một lần duy nhất à. Tại vì bây giờ thì nói chung là cũng quá cùi các bạn ơi. Ở đâu rồi? Bé nào, bé nào, bé nào? Đấy, bé này các bạn. Đấy. Rồi mình sẽ quay con bé này.
để mình gọi là nếu mà ra xịn á, mình sẽ ghép nó lại luôn nha các bạn. Quay nhiều nhiều lên tí. Rồi tiếp tục. Đừng có là mà chiếu hiệu ứng nữa. Tiếp tục nào. Trời ơi, tập luyện nãy giờ mà đua thua 500 anh em. Trời ơi, buồn quá. Vậy còn gì mà mình động lực đâu mà mình đua nữa các bạn. Rất là buồn luôn á. Ôi à, ra con xịn giùm tôi đi, cái con ghéo vậy. Trời ơi, gầy một cái đi. Cái gì vậy trời? Lần nữa nè. Ra con ghẻ là nghỉ luôn á. Ghẻ hay sao? Vô. Ơ, con ghẻ thiệt các bạn. Thôi để mình ghép bét cái đã. Để mình lại mình ghép bét cái đã bạn. Đây. Vô, 100% là được rồi. Rồi, tiếp tục. Ai, nhận nhiệm vụ nữa các bạn ơi. Nhiệm vụ của mình đã được hoàn thành. Được 100 cái cúp. Nhiều ghê. Quay bét một lần nữa nha các bạn. Nếu được ra xin sao? Cố lên. Buồn quá vì tụi nó coi thường rồi các bạn ơi. Ôi, buồn quá. Vô. Xin nào. Wow, sử thi. Trời ơi, hên lắm mới ra được con này đó bạn. Thêm một con nữa đi. Một con nó biết đâu được ra sao. Đấy, hiếm. Gán đi, gái con nào xịn tí. Come on. Hai con hiếm liên tục luôn. Chắc là cực, dặn ơi quay từ. Dặn mai đã tới. Ba con hiếm liên tục luôn. Hay quá, từ từ nha bà con. Để mình gọi là mình uống cái loại thuốc may mắn vô cái đã các bạn. Đây, loại thuốc may mắn con. Mình không có loại thuốc may mắn nào. Có quà nữa bạn ơi. Khỏi đi. Quay thủ lần nữa, biết đâu được đâu xịn sao. Come on. Trời ơi, hiếm quá trời nè. Ghép bét hiếm thôi các bạn ơi. 1 con, 2, 3 con, 4 con, 5 con. Ghép vô 100% cơ hội lên luôn à. Rồi, được cái gì đây? Một nhiệm vụ hoàn thành. Miễn phí gọi là tái sinh các bạn. Ngon lành gần đào luôn. Vậy là ngon rồi đấy. Bây giờ mình sẽ đeo bét vô cho bạn coi nè. Lung linh luôn. Đây, bét tôi lung linh luôn nha bà con. Xịn sò luôn mà. Rồi, tập luyện đi nè. Đây, các bạn hãy mình chạy nhanh vô. Đây, thấy chưa? Siêu nhanh luôn nha các bạn à. Solo lại không anh hả? Ok. Hồi nãy mình thua trả qua thì mình khinh địch thôi các bạn ơi. Đi, ra đây. Anh em cùng chiến. Vô à. Nó gạ kèo mình hoài nãy giờ mình cũng khá là cay đó. Rồi, em với anh thôi đúng không? Được, chơi. Đừng chơi mà sợ gì mới rơi à. Anh gà lắm, ok con dê. Dám coi thường mình. Vô. Coi thường người khác và cái kết. Đừng có coi thường mình, hồi nãy mình chỉ thả tụi nó thôi ha. Ai gà vậy em? Ai gà vậy em? Đừng có coi thường mình. Mình nhịn thôi. Đừng làm vậy, anh thích lắm. Trời ơi, cảm ơn em nhiều. Ui, thanh em nha. Ui, thank you em. Quay, xịn sò luôn. Ủa, không cho được thì phải. À, hình như là mấy con nó không cho được. Ủa, cho nhưng mà sao có thấy gì đâu. Ui, hình như có gì đó sẽ sai rồi các bạn. Bạn nó cho mình rồi, mình có thấy gì đâu. Ủa, gì kỳ vậy. Cho chưa, cuối cùng là cho chưa ta. Ui, thôi kệ nó, cho nãy cho rồi. Chắc chắn là mày nó cho rồi, nhưng mà cái vấn đề là hình như nó không được nhận hay sao á. Buồn quá. Rồi nhận luôn các bạn ơi, bây giờ là không còn cái gì để gọi là nói nữa rồi. Hiện tại bây giờ á, theo như mình thấy là mình đã đua gọi là hơn 500 anh em rồi. Nhưng cái vấn đề bây giờ á, là mình đua ở đây á, mình lại không thể thắng được Billy. Vì mình thấy là Billy bây giờ là ác quỷ tốc độ, các bạn nhìn đi. 625 triệu, làm sao mình đua được. Mình chỉ có 1 triệu mấy thôi là mình đua nãy giờ là quá nhiều rồi. Mình tập luyện nãy giờ mình mới được các bạn. Bây giờ mình sẽ đua một lần nữa xem mình đứng hàng mấy nha. Rồi lần nữa thôi để xem đứng hạng mấy, chứ mình không thể nào thắng được Billy đâu. Let's go. Yo. Yeah. Mình phải vượt qua thanh niên này cái đá. Thanh niên này xe đạp. Wow, kim cương ngầu đấy. Ngầu đấy. Quay, nhưng mà mình vẫn thắng được các bạn thấy chưa. Yeah, tuyệt vời. Vậy là mình đang đứng hạng 5. Ui giời ơi. Thôi, vậy là được rồi các bạn ơi. Và cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Và nếu thấy đừng quên cho mình một like, đừng quên xem một comment cáo nếu bạn chưa ủng hộ mình nha. Đuôi như vậy là quá được rồi, đứng hạng 5 trong trường là ngon lành rồi các bạn. Rồi và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.